đi quá nhất. Cái này tao nên lấy dao ra phát một lượt nữa. Sau này nó tự mọc hết rồi. Tự mọc hết. Cái mới chứ. Nói đẹp mình bị. Thế mày bị lão phần mẹ cũng vậy cho bãi. Mày ăn cái gì? Cái gì vậy? Lo nang. Năm nước. Một cân này thì nó sẽ xong mà. Chúng ta tìm xem ha. Đây. Nó tụm mới tới đi à. Nó chỉ chém đi mua. Đó nè. Mày vẫn đi lấy về. Biết đâu nhiều cái vào. Tôi không biết xuống. Cuối cùng cũng xuống được rồi. Còn việc mày đi lấy cho tôi về đi. Check.
tục ạ. Cái chỗ mà nãy tục á. À còn đây nữa. Đây còn mấy quả này. Hết đã. Hôm nay phải nấu một món thật là ngon. lâu lại ra vườn chơi. Lấy cái rau mùi này về nè. Cái này cho con. Đẹp nhất cái này. Béo. Dạ, được rồi. Cuối cùng mày cũng chịu lên rồi. Xong rồi. Hôm nay đủ rồi nhỉ. Đi à. Đi vô nhà lão thế nào. Mày vẫn có cái nó đi đâu? Đây. Cho rồi. Bố lão. Ở đây, tao bảo. Tôi gọt đã chứ. Nhưng mà cái này không sắc lắm. Cái này không sắc, bây giờ đổi thành dùng dao. Sạch sẽ. Bắt đầu rồi. Chắc bằng này thôi, đủ rồi. Thôi bằng này thôi, không dùng nữa. Quá ăn thế. Ra một chỉnh cái lút tội đã. Thì ra to kia đâu để tôi đập tỏi đâu. Tiền đập tỏi đạn cho mà miếng. Xong. Còn một nồi. Một con ăn tiếp. Tô ba. Đây. Chưa vắt chanh nặng. Nè. Bắt đầu. Bắt chanh ăn như vắn đấy, nó lóc năm hạt cho tay rằng mà bé thêm xin hạt cho rồi ăn như vắn đấy. Một bên ạ.
Chanh này nhiều nước ghê mày. Xem thế này. Xong là mình lọc lấy cái hạt, bỏ hạt đi. Đây rồi. Mà tình cầu hơi phải ăn thêm giấm ăn cho nó thơm. Cho vào hạt tiêu vào. Đâu? Nằm chú lại. Ăn tí nhiều hạt nêm ăn. Một tí đường nữa. Tính nó có thêm nhìn miếng thử hẹn, nếu không đủ gia vị thì mình lại cho thêm. Thiếu độ chua ăn chua lại càng ngon hơn ạ. Mình ngâm tầm 15 phút. Này cái đâm tầm mấy thì mình ngon. Này sang ai nữa mình... Giòn lắm. Trước tiên á, làm cái món này. Đi lấy một quả đu đủ về này, mình gọt xong này. Xong là mình thái mỏng ra. Xong mình rửa sạch để ráo nước nha. Xong mình cho gia vị. Nhất là gì nhỉ? Bột canh này, mì chính này, hạt nêm này, chanh này, nước mắm. Với lại giấm này, đường này, cho ít ớt nữa, hạt tiêu nữa. Xong mình trộn cả rau mùi này, rau thơm nữa, xong mình trộn lên. Trộn lên đều các gia vị. Xong là mình có, nếu ai có lạc thì rang lạc rồi cho vào. Thế thôi. Và cuối cùng mình sẽ nếm thử một miếng xem nào. Xem tay nghề của mình xem có ngon không. Nhá. Các bạn nhớ đón xem clip tiếp theo nhá. Mồi béo ấy à, nồi lẩu cá nhìn thế. Mai ta cá chép lâu. Đào sạch sẽ. Nấm kim châm ông mai nè, cắn nè, dưa chua, rau cải cúc cải son, rau mùi. Tối nay mình sẽ làm một lẩu cực kỳ ngon. Đơn vị mình không cần muốn xong mà cần mai nè, xong cần sòng dây, xong cần sòng tô đến ra nè, xong tụi đào đâm sâu đại cái vòng chơi sáng tiền tiền để đang này cần thả ăn đến lẩu nữa. Nắm kim châm nắm mai
nó có mạng cái củ hến đang lắm. Đàn trăng vách. Đang kiếm nhạc này, nhanh rồi. Lại đúng hệ. Thế này à, xong này ăn này anh ạ, bỏ bông hoa ăn. Xong rồi mình đã rửa xong. Mình đào tôi chú con, tầm này chuẩn bị cặp kéo tay ăn chín nồi đi. Xong. Ăn xuống ăn thêm. Anh ấy là mùi thơm. Thái béo tay mày ăn đầy đủ các kiểu, ăn dưa chua này, ăn những hơi luồn ngô này, chặt ngô vào. Ăn ngô này bật tọc cà chua nữa, thái cà chua cho vào luôn. Anh em tình hình cắn thêm thì có nó ăn này. Bảy mình đang ăn đấy, chú đang bảy mình cùng ăn đấy, được không? Chú sữa đặng.